Xin chào cả nhà nha. Hôm nay em làm món sung muối. Đây là sung này, 2 kg sung nếp hồi sáng được cho mọi người ạ. Đấy, sung này em đã bổ làm đôi, ngâm muối với lại chanh nửa tiếng đồng hồ nhé. Giờ vớt lên để ráo này. Rồi, còn đây là nước mắm, nước lọc này, 2 chén nước lọc này, 2/3 chén đường này, nửa chén giấm này. Các em đun sôi lên, khi mà sôi cái bắt đầu mình bỏ vô nửa chén nước mắm. Rồi tắt bếp để ấm ấm. Sau đó mình sẽ cho ớt với lại cho tỏi với lại giềng băm vào đây. À, nước này còn đang ấm ấm nha mọi người. Đó. Trong đây gồm có mắm này, giấm này, đường này, nước lọc này, tỏi này, giềng này. Rồi em bắt đầu ướp nha. Giờ sẽ bỏ cái sung và cái khố này. Thì ăn cực ngon luôn. Đầu năm ăn sung cho nó sung túc. Đó. Đây. Rồi bây giờ em sẽ dưới cái nước muối sung lên nhé. Rồi, cuối cùng là em sẽ bỏ ớt. Cuối cùng là em sẽ bỏ ớt trái. Ớt trái cắt lát. Đây. Đây là hũ sung muối của em nhé. Đó. Nước này. Nước xem sắp sắp bằng sung nhé mọi người. Khi mà mình bỏ nước với sung vô rồi là mình sẽ để ở ngoài đậy nắp lại nhé. Để ngoài khoảng 6 tiếng cho nó chua chua đã. Đó. Còn đấy mọi người thấy không? Để ngoài khoảng 6 tiếng rất chua, sau đó mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh mà ăn dần. Và cái món này thì vô cùng là hấp dẫn. Tết em làm món này là món này hết trước, mùng 2 Tết là đã hết rồi. Tất cả các món còn và mỗi món sung muối là hết.